Xin chào các bạn. Trước mặt các bạn là nó loại quay đa năng do Dũng Danh sản xuất và cung cấp. Nó quay này thì có thể quay được một lúc 20 xiên chả, hoặc các bạn có thể dùng các cái vỉ này để nướng. Nó này có 2 tầng, mỗi tầng 20 xiên. Trên này là mái vòm để xe nắng xe mưa, giống như những cái dòng sản phẩm do Dũng Danh cung cấp trước đây. Nó này thì có chiều dài là 1,5 m. Và cái này nó đa năng hơn, mọi nò thì là nó nướng được cả chả quế. Các bạn có thể nhìn thấy cái ống quay chả quế đó. Còn đây là xiên vịt, các bạn có thể thấy đây là xiên nướng vịt. Các bạn có thể quay trên cùng một lúc như này, cả chả nướng, chả quế, xiên thịt lẫn vịt đều nướng trên cùng một giá như thế này được. Còn bên trên này là để gác, khi các bạn nướng chín hoặc là nướng chín tới, các bạn có thể để lên trên này để khi có khách ăn thì các bạn để xuống dưới cho nóng. Ngoài ra thì nò này còn có một chức năng nữa, đó chính là nướng lợn má. Mình sẽ đặt cái que nướng lợn má lên cho các bạn nhìn. Đây, các bạn có thể thấy đây là cái que để các bạn nướng lợn má. Đó. Nò này thì có 2 motor hoạt động song song được. Tức là các bạn có thể vừa quay lợn mán ở trên này hoặc là vừa nướng ở dưới này. Đây là 2 motor. Nò này thì làm bằng tôn dày 2 ly. Các cái thành này được làm bằng thép sơn tĩnh điện. Bên trên là mái vòn bằng tôn không dỉ. Các bạn có thể thấy dưới này là xiên. Các bạn có thấy nò rất là dài. Bên dưới này thì có một cái giá để các bạn có thể để xiên hoặc là để thực phẩm khi các bạn bán ở ngoài chợ xuống dưới này, để các cái hộp thực phẩm ở dưới này. Rất là sạch sẽ, tránh mưa gió. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm do Dũng Danh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 024-66-533-355 hoặc số điện thoại 0934-439-112 hoặc số điện thoại 0985-32-325, hoặc các bạn có thể truy cập vào website dungdanh.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.